Godzilla vs Kong đang thống trị phòng vé toàn cầu và liên tục xô đổ các kỷ lục ở nhiều quốc gia. Tại Việt Nam, siêu phẩm hành động viễn tưởng này cũng đạt kỷ lục trong ngày đầu tiên phát hành, thu về gần 60 tỷ chỉ sau 3 ngày. Không chỉ sở hữu hàng loạt pha chiến đấu gay cấn giữa hai quái thú huyền thoại, tác phẩm còn quy tụ nhiều ngôi sao đình đám như Alexander Skarsgård, Millie Bobby Brown, Rebecca Hall, Sean Augury. Một trong những vai diễn để lại nhiều ấn tượng nhất trong lòng khán giả là cô bé Zia do Kelly Hotel thủ vai. Ngay khi bom tấn được công chiếu, khán giả bắt đầu dành sự chú ý đặc biệt cho diễn viên nhí và vai Zia. Cô bé được mệnh danh là linh hồn của Godzilla Wiscon. Nữ diễn viên nhí này xuất hiện không nhiều, nhưng vai em đóng lại có vai trò quan trọng trong mạch phim. Zia là cư dân cuối cùng của đảo Đầu Lâu, là người duy nhất có thể giao tiếp và kết nối với con bằng thủ ngữ. Nhờ nhân vật Zia, chúa tể loài khỉ đột khổng lồ mới giúp mọi người tiến vào trái đất. Chẳng ai có thể ngờ được rằng, diễn viên được chọn vào vai cô bé Godzilla trong phim tên là Kelly Hotto, một cô bé bị điếc bẩm sinh và gia đình bốn đời bị khiếm thính. Dù không nghe thấy âm thanh xung quanh, nhưng Kelly luôn cố gắng theo đuổi niềm đam mê diễn xuất. Câu chuyện về nữ diễn viên nhí khiến khán giả không khỏi cảm phục, thậm chí chính đạo diễn của Godzilla quyết không còn phải dành sự ưu ái, kỳ vọng đặc biệt cho nhóc tì tiềm năng này. Gia đình bốn đời bị khiếm thính luôn theo đuổi ước mơ trở thành diễn viên. Kelly Hotto sinh năm 2012 tại Georgia, Mỹ và có bố là người Mỹ, mẹ là người gốc Hàn. Cô bé lớn lên trong gia đình bốn đời bị điếc bẩm sinh, hai chị em Kelly đều là người khiếm thính. Từ nhỏ, cô đã tham gia nhiều hoạt động hỗ trợ và tuyên truyền cho cộng đồng người khiếm thính tại Mỹ. Năm 5 tuổi, diễn viên nhí tham gia đóng quảng cáo cho Clyde, Mother's Day và xuất hiện trong phim tài liệu 10 Deaf Children, One Powerful Message. Kelly rất tích cực tham gia các hoạt động để nâng cao nhận thức và sự quan tâm của cộng đồng dành cho những người không may mất đi khả năng nghe. Có được sự ủng hộ từ gia đình, cô bé càng nung nấu quyết tâm để có thể tham gia những bộ phim quy mô lớn hơn. Debut bằng bom tấn nổi tiếng toàn cầu với tài diễn xuất thiên bẩm. Dù còn nhỏ nhưng Kelly đã xuất sắc vượt qua hàng trăm nghìn ứng viên để lọt vào vòng tuyển chọn, được đạo diễn Adam Kukat chọn mặt gửi vàng vào vai Zia, cư dân cuối cùng trên đảo Đầu Lâu và cũng là người duy nhất có thể giao tiếp với con bằng ngôn ngữ ký hiệu. Dù không có bất cứ lời thoại nào, nhưng Kelly vẫn có thể tạo ra sự kết nối vô hình với quái vật giả tưởng không. Nét diễn tự nhiên và ánh mắt biết nói giúp nữ diễn viên nhí ghi điểm tuyệt đối trong lòng khán giả. Trang Screen Rant viết, trang phục của cô bé giống với đồ bộ tộc Equi mặc, nên có vẻ không đã gặp cô bé ở đảo Đầu Lâu. Họ dễ dàng kết nối với nhau bởi cả hai đều là trẻ mồ côi. Trong Kong, đảo Đầu Lâu, bố mẹ của Kong đã bị bọn Skull Crawler giết hại từ lâu và Kong chỉ là con khỉ khổng lồ cuối cùng còn sót lại. Có lẽ Kong đã cứu sống Zia hoặc tình cờ khi gặp cô bé đang lang thang một mình trên vùng hoang dã. Họ trở thành bạn bè nhờ cùng chia sẻ những mất mát và tìm thấy sự an ủi ở nhau. Tài tử Alexander Skarsgård đóng vai nhà khoa học Nathalie đã dành sự ngưỡng mộ và yêu mến đối với bạn diễn nhí của anh. Đó là bộ phim đầu tiên của Kelly. Thật bất ngờ khi cô ấy rất thoải mái trước ống kính và hiểu ý đạo diễn rất nhanh. Khi đạo diễn giải thích xong, cô bé tỏ vẻ cháu hiểu rồi và thực hiện rất chính xác. Nam diễn viên chia sẻ đoàn làm phim vô cùng sửng sốt trước khả năng diễn xuất của Kelly. Một trong những thách thức Kelly gặp phải khi quay Godzilla vs Kong là việc dịch kịch bản từ ngôn ngữ nói sang ngôn ngữ ký hiệu. Chỉ một hiểu lầm nhỏ về bản dịch lời thoại giữa cô bé và đạo diễn cũng có thể cho tiến độ quay phim bị chậm trễ. Khi rảnh, Kelly sẽ hướng dẫn dàn diễn viên sử dụng ngôn ngữ ký hiệu. Cô bé cho biết họ chưa từng gặp người bị khiếm thính bao giờ. Cháu phải giải thích cách ra ký hiệu và sử dụng biểu cảm khuôn mặt. Phần đó là khó nhất nhưng họ đều làm rất tốt. Thậm chí, nam diễn viên Alexander Skarsgård đã học hẳn một khóa ngôn ngữ ký hiệu để có thể giao tiếp thành thục với cô bé 9 tuổi này. Hiện thông tin về bé chỉ ở mức lác đác, không được hé lộ quá nhiều nhưng đã khiến công chúng rất quan tâm. Chỉ qua một vai diễn, Kelly Hotto đã trở thành diễn viên nhí đắt giá nhất nhì thế giới, dù sẽ cùng Godzilla Wiscon tiếp tục vươn xa với thành tích siêu khủng.